Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình với một người đồng nghiệp đi quay một cái khu nhà mới ở thành phố Corona. Nhưng mà cái khu này nó nằm trong một cái đồi rất là hẻo lánh, có thể gọi là khỉ ho cò gái đó. Nhưng mà cái khu này mình thấy nó rất có tiềm năng và mới xây đây thôi, thì đây là một cái khu mà chúng ta có thể mua để ở lâu dài. Ok, rồi bây giờ mình đi, mình quay. Rồi ok, thì cái nhà này á, cái khu này nó có ba cái model. Một là The Andrea, hai là Georgetown, ba là The Shit. Thì đây là những cái giá của những cái model này, thì đây là những cái giá mà base price. Thì nếu như mà mình muốn mua thì đây là những cái giá mà chúng ta có thể mua, và có những cái option chúng ta có thể add lên. Đây là những cái giá mà gọi là căn bản đó nha, chúng ta có thể add thêm nếu mà chúng ta cần. Rồi bây giờ thì tụi mình đang ở cái model số 3, The Shed, giá khởi điểm là 592.990 đồng, có từ 4 phòng đến 6 phòng ngủ ha, 2 phòng rưỡi cho đến 3 phòng tắm. Ok, rồi để mình đi vòng vòng quay cho mọi người coi. Ok mọi người, bây giờ mình vào cái phòng đầu tiên. Đây là cái phòng giống như là phòng ăn vậy đó. Ok, và đây là cái sảnh của cái nhà này, kitchen, nó có cái island ở giữa. Và đây là cái phòng khách ha, living room, TV này nọ, nó có hai cái bàn ăn luôn. Cái căn nhà này thì rất là rộng. Phía sau thì chúng ta có thể thấy rằng có một cái bát gia nhỏ để chúng ta có thể ra ngoài thưởng thức cái chiều hè mát mẻ. Mình rất thích cái sàn gỗ của cái nhà này và cái cầu thang ha, cầu thang họ làm rất là bự, nhìn nó rất là giống như là nó open space vậy đó, nó không có feel chật hẹp giống như những cái nhà mà hồi trước mình đi. Cầu thang nó rất là nhỏ. Lên đây thì cái phòng playing room, rồi mình vô cái phòng ngủ đầu tiên đó. Cái phòng ngủ này mình nhìn ra ngoài đó, freeway. Ok, cái khu nhà này nằm giữa cái vùng núi, rất là biệt lập. Và đây là một trong những cái khu mới của thành phố Corona ha. Rất thích hợp cho những người mà retirement, nghỉ hưu, hoặc là vợ chồng trẻ. Ok, đây là cái phòng tắm nè, rất là đẹp ha. Rồi đây là cái phòng ngủ thứ hai. Cái phòng ngủ thứ hai này thì nó nằm về cái hướng Tây. Ok, quay vào bên trong cái khu đó, và đây là cái phòng giặt đồ. Ok, mình rất thích những cái màu tủ cabinet như thế này, nhìn rất là mới. Ok, rồi bây giờ mình đi vào cái phòng ngủ thứ ba đó, rất là sáng sủa và đẹp đẽ, trang trí rất là đẹp. Các bạn nên nhớ đây là những cái nhà model mẫu nha. Những cái nhà model mẫu này thì nó có những cái option add-on, mình vô mình rất là thấy đẹp như vậy. Đây là những cái thủ thuật của cái những cái người builder, họ làm cho đẹp mắt để chúng ta có thể vào chúng ta nhìn cho nó wow đẹp quá. Nhưng mà những cái nhà mà chúng ta chọn đó, nó không phải là như cái giá mà mình đã show cho mọi người coi. Các bạn muốn giống như cái nhà mẫu này, các bạn phải add thêm này nọ, những cái option khác. Rồi bây giờ mình đi đến cái căn nhà số 2 để mình coi coi. Dưới đây nữa. 5 phòng ngủ luôn. 4 phòng ngủ à. Ở trên là 3 phòng phải không? Trên 3 phòng à, đây là 1 phòng tắm. Mọi người, đây là cái gara của cái nhà này ha. Gara này là được đậu được 3 xe luôn đó. Ở dưới là một cái phòng ngủ nữa. Thì nhà này là 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Ok. Không gian thì rất là rộng lớn. Mình rất thích những cái căn nhà như thế này.
Nó có vài cái đặc điểm khác biệt so với những căn nhà mới mà ở khu Anaheim hay là những cái vùng khác mình quay mấy tuần trước đó, thì căn nhà này nó cái lot size nó bự hơn đó. Mình nếu mà có tiền thì mình cũng ra đây mình mua một căn mình ở luôn ha, nhưng mà có thể là commute nó hơi xa thôi. Ok mọi người, bây giờ mình mua tới cái model số 2 ha, là cái Georgetown đó. Đây là cái model số 2 để mình đi ra. Đó, mọi người thấy cái khung cảnh ngoài trời không? Hôm nay là một ngày mưa rất là lớn tại tiểu bang Cali. Thì mình mới khám phá được cái khu này thôi. Nó vẫn còn một vài căn nhà chuẩn bị để bán. Hầu hết thì cái khu này đã bán hết rồi. Đó, mọi người thấy nhà mới bây giờ xây ra là cứ xây là hết thôi. À, ok rồi, bây giờ vô cái căn nhà thứ hai. Cái điều đặc điểm mà mình rất thích đầu tiên là cái sàn gỗ màu đen. Mình rất thích cái sàn gỗ màu đen tại vì nó không có dơ. Đó, trang trí bên trong cũng rất là thoải mái và đẹp, tiện nghi. Đó, gỗ đen mà cabinet thì màu trắng, rất là sang. Đó, mọi người nhìn ra ngoài đường nè. Trời đang mưa rất là lớn. Ở ngoài này có một cái sân vườn nhỏ để chúng ta có thể nấu barbecue đó. Và đây là cái khu vực mà phòng khu vực nhà bếp đó, bếp đồ đồ hút, tủ lạnh thì màu đen, nó trang hòa lại cái phong cách của nhà này là trắng đen. Và mình đây là cái phòng làm việc, mình rất thích cái phòng làm việc này đó, rất là thoáng mát, rất là sáng sủa. Ok, thì đây cái nhà này nó là 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi đến 3 phòng tắm ha. Thì ba cái nhà này á, thì nó đều dưới 600 ngàn cả. Thì nếu mà mình add lên cái giá cỡ 20-30 ngàn cho những cái option nữa, và mình trả thêm những cái chi phí khác, thì cái căn nhà mình nghĩ nó đội lên khoảng chừng 650 ngàn thôi. Rất là affordable ha, rất là affordable so với cái giá cả thị trường hiện tại xung quanh cái vùng Oxy của tiểu bang Cali. Cái màu cầu thang này mình cũng rất là thích mọi người. Mình thích cái mấy cái khung màu đen như thế này ha, lót thảm nhìn nó rất là sang đó. Dù sao cái nhà thảm thì nó cũng nói chung ra nó cũng ấm cúng hơn so với cái nhà gỗ. Cái phòng lầu 2 này là cái thảm ha, đây là cái phòng playroom nè đó. Mình thì mình thích trắng đen thôi, trắng đen nhìn nó sang. Mình không thích màu mè, tùy theo cái màu của các bạn lựa chọn ha. Đây là cái phòng master bedroom nè, đó thì mình nghĩ là như vậy, tại đây cái phòng ngủ này nó rất là lớn. Cái view mọi người thấy không, nhìn xuống núi này nọ đó, nhưng mà sau này mình nghĩ nó bị che đi một phần tại vì những cái nhà kế bên họ vẫn chưa xây. Đây là cái master bathroom đó, vừa có shower vừa có bathtub luôn, rất là bự, rất là thoải mái. Đây màu trắng đen. Lấy mấy cây đèn cầy ra nhìn nó quá sến đi. Ok, cái toilet thì nó ở riêng ở đây. Rồi, đây là cái closet. Closet rất là bự để cho chúng ta có thể quần áo này nọ. Những cái kiểu nhà mà hiện đại sau này đó thì họ xây rất là tiết kiệm không gian ha. Thì nhiều khi nó gây một cái cảm giác mà hơi bứt rứt và chật hẹp cho những cái người mà thích những cái không gian rộng như là có vườn này nọ. Nhưng mà mình thấy đa số các bạn trẻ sau này đó họ không có muốn làm vườn tược nhiều, họ chỉ muốn mua những cái nhà như thế này để mà họ có không có phải mà spend thời gian để chăm sóc. Ok rồi, đó đây là cái lầu 2 nha, đó mọi người thấy không, đây là cái phòng ngủ thứ hai nè, rất là đẹp ha, ánh sáng đồ. Ok, sorry mọi người, mình phải đổi cái microphone tại vì nó bị rè quá. Ok, đây là những cái phòng ngủ trên cái lầu 2 của cái nhà này nha. Thì mình vẫn rất thích những cái nhà nào mà nó có thảm ở cái lầu 2, nhất là trong những cái phòng ngủ để cho nó có tạo cảm giác rất là ấm áp. Ở dưới thì chúng ta có cái sàn gỗ ha. Ok, những cái nhà này nó không giống với những cái nhà mà hồi trước mình đi coi là theo cái từng tầng. Cái nhà này chỉ có 2 tầng mà thôi và nó không có rooftop. Đó, mọi người thấy không?
Thì và trong cái community này đó, nó có những cái part mà cho chúng ta có thể dẫn con cái gia đình và con ra ngoài party, tại vì những cái nhà này nó không có cái sân sau ha. Và những cái gì để mình coi còn cái đặc điểm gì mình nói hay không. Thì nói chung ra cái nhà này mình thích hơn cái model hồi nãy. Đặc điểm cái mà mình thích nhất là cái sàn nó là màu đen và cái cầu thang. Đồ đạc trang trí thì nó cũng rất là hài hòa. Đó, mọi người thấy không? Rồi, những ai thích cái video này của mình xin like, comment trên cái video, đăng ký cái channel này nha. Và những ai có nhu cầu về địa ốc mua bán nhà cửa thì hãy xin gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779. Bây giờ mình phải qua cái nhà model cuối cùng rồi mình quay cho mọi người coi và một vài cái cảm nghĩ của mình về cái khu vực này. Ok. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ qua cái model cuối cùng là cái model số 1 Andrea. Thì cái model này là cái nhà loại này là nó rẻ nhất trong ba cái nhà ba loại nhà. Ok. Giá khởi điểm là 581 ngàn, 3 đến 5 phòng ngủ và 2 cho đến 4 phòng tắm. Ok, rồi bây giờ mình đi vô trong đây. Ok, đầu tiên là cái phòng ngủ ở dưới đất ha. Đó, nó có một cái phòng ngủ ở dưới đất và một cái phòng tắm. Phòng tắm ở đây thì có thể mình cho khách người ta ở dưới, trang trí rất là đẹp. Ok, cái màu rất là đẹp. Thì cái sàn nhà của cái nhà này thì mình vẫn không thích bằng cái nhà số 2 mà mình thấy. Và đây là cái phòng phòng khách đầu tiên. Đó, cái phòng khách và phòng ăn, rồi cuối cùng là qua cái phòng khu vực nhà bếp. Một cái đặc điểm mà mình không thích của cái nhà này thì cái mọi người có để ý khi mà mình bước vào đó thì cái cửa sổ của cái phòng khách nó xuyên thẳng qua cái cửa chính luôn, thì theo phong thủy thì nó cũng không tốt cho lắm. Đó, vì cái lý do mà cái cửa sổ nó đâm thẳng ra cái cửa chính đó, thì mình nghĩ rằng mình không có recommend người Việt Nam của mình mua cái căn nhà này, mua cái model này. Tuy nhiên thì mình thấy design nó cũng rất là đẹp đó. Nhà bếp nè, mỗi cái design của mỗi cái nhà nó có những cái đặc điểm khác nhau. Ví dụ như cái căn nhà này á, nhà bếp nè, nó có một cái cửa đi ra phía sau. Cái cửa phía sau thì đâm qua luôn cái phòng giặt đồ. Và đây là nó có một cái pantry ha, chúng ta có thể để đồ nhà bếp ở đây. Đó. Đèn đuốc nhìn cũng rất là hài hòa và đẹp ha. Cầu thang, bây giờ mình đi lên phòng lầu 2 để mình quay những cái phòng ngủ. Thì căn nhà này có một cái phòng ngủ ở dưới lầu 1. Thì rất là tiện cho những cái người lớn tuổi, người ta có thể ở dưới đây, người ta không phải leo lên cầu thang ha. Rồi, đây là cái phòng playroom trên lầu 2. Đó, nhìn rất là đẹp. Phòng nào cũng có một cái tivi bự. Rồi, đây là cái phòng master bedroom theo mình nghĩ. Đó. Thì nó cũng cái nhà tắm nó cũng design cũng na ná như cái nhà hồi nãy. Nó vừa có bathtub, nó vừa có shower. Đây là cái sink. Mình không thích cái màu của cái countertop này cho lắm. Và đây là cái closet. Đó. Ok. Rồi. Đó, cũng có closet rất là bự và cái bên là toilet. Rồi, thì theo cái đi nhìn vào cái design ấy, thì mình theo ý kiến cá nhân của mình thì mình vẫn thích cái nhà số 2 hơn trong ba cái nhà mẫu. Rồi bây giờ là cái phòng tắm nè, một cái phòng tắm thứ hai. Cái này là chắc có phòng tắm công cộng cho hai cái phòng ngủ kế bên. Đây là cái phòng giặt đồ ha. Vậy cái phòng hồi nãy là cái phòng giống như là phía sau cái nhà bếp á, giống như là phòng pantry room thôi, làm đồ ăn, làm thịt, làm cá gì phía sau. Ok, rồi. Đây là cái phòng ngủ thứ nhì, actually phòng ngủ thứ ba. Đây là phòng ngủ thứ tư. Thì nhà này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Hình như 3 phòng tắm hay 3 phòng tắm rưỡi ta mình không có hình như là 3 phòng tắm. 3 phòng tắm. Đó. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Thì mọi người hãy nhanh tay lên nha. Đây là những cái căn nhà, cái khu này nó không còn nhiều nhà để mà bán nữa đâu.
Cái khu nhà này rất là, mình nghĩ nó rất là affordable. Vùng Corona, ít có khi nào mà chúng ta kiếm được những cái nhà mới mà dưới 600 lắm đó. Ok mọi người, thôi bây giờ mình đã quay xong ở bên trong và mình quay một vài cái thiết kế bên ngoài cho mọi người coi nè. Đó, thì mọi người ơi hãy nhanh tay lên. Nhanh tay lên hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779. Vì cái khu này mình nghĩ rằng nó chỉ còn khoảng 10 căn nhà để họ bán mà thôi, họ bán gần hết rồi. 10 căn nhà này họ đang xây và khi nào mà ai đăng ký trước thì họ sẽ gọi cho người đó trước. Hãy liên lạc với mình, tại vì mình sẽ đại diện cho mọi người để mua những cái căn nhà này và mình đứng ra bảo vệ cái quyền lợi cho cái người mua. Ok, các bạn đừng nghĩ rằng là trả tiền commission cho cái người agent và buyer agent thì nó là một cái sự lãng phí, không đâu các bạn. Mình sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho các bạn, làm về những cái thủ tục giấy tờ, giải thích cho các bạn những cái gì mà các bạn cần hiểu khi mà chúng ta tiến hành mua những cái nhà mới như thế này nha. Ok mọi người, và đây là một vài cái khung cảnh bên ngoài đường của cái khu này. Tại sao mình bỏ một nhiều thời gian hơn cho cái video này là tại vì mình rất thích cái khu vực này và mình muốn giải thích cho mọi người biết tại sao chúng ta mua những cái nhà này và tại sao chúng ta mua về cái thành phố Corona, một cái thành phố đang phát triển. Thì những cái khu vực như thế này đó mọi người toàn là những cái người mà có công ăn việc làm đầy đủ, người ta sống rất là yên tĩnh, không có quậy phá, không có gì hết. Ở neighbor rất là trật tự nè, vì đây là những cái khu mới thì họ phải tuân theo những cái quy luật, những cái quy định của cái khu vực này ha. Tiền HOA cũng không có cao lắm đâu, nhưng mà đây là những cái nhà mới nè đó. Mọi người có thể sống ở đây rất là yên tĩnh, stay away from những khu vực đông dân cư đó. Đây là nhớ được, mọi người thấy không, đường xá rất là rộng rãi, nhà cửa rất là sáng sủa ha. Hôm nay là một ngày mưa rất là lớn. Ok rồi, mình xin kết thúc cái video ở đây và xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Đừng quên hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779 nếu như mọi người có cần những cái dịch vụ về nhu cầu về mua bán nhà cửa và mượn nợ để mua nhà. Ok rồi, xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.